kể từ đầu tháng 7 này, các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước bắt đầu được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nên Suzuki Eriga Hybrid không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Do đó, hãng Suzuki tiếp tục phải tự thân vận động, tung ra những chương trình ưu đãi riêng dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7, Suzuki Ertiga Hybrid bản số tự động AT sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm. Giá niêm yết của bản này hiện là 608 triệu. Với chương trình khuyến mại của hãng, khách hàng mua Suzuki Ertiga Hybrid AT có thể tiết kiệm số tiền lên đến 70 triệu khi làm thủ tục lăn bánh cho xe. Trong khi đó, Suzuki Ertiga Hybrid bản số sàn MT được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giá niêm yết của Suzuki Eriga Hybrid MT là 538 triệu nên khách hàng sẽ bớt được số tiền 26 triệu khi đăng ký cho xe. Cũng cần phải nói thêm rằng, đây là chương trình khuyến mại dành cho Suzuki Eriga Hybrid sản xuất năm 2022. Suzuki Eriga Hybrid không phải là mẫu MPV cỡ nhỏ duy nhất được khuyến mại trong tháng 7 này. Tương tự Suzuki Eriga Hybrid, Mitsubishi Spander cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạn. Trong khi đó, Hyundai Stargazer được đại lý ưu đãi giá lên đến 105 triệu đồng, hoặc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạn. Đây đều là những mẫu MPV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trừ Spander MT lắp ráp trong nước. Suzuki Ertiga Hybrid hiện là mẫu xe MPV cỡ nhỏ có giá thấp nhất phân khúc. Tuy nhiên, trang bị của xe lại khá nghèo nàn so với những đối thủ cùng phân khúc. Điểm nhấn nổi bật nhất của xe chính là hệ truyền động My Hybrid. Đây cũng là mẫu xe hybrid duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Cụ thể, Suzuki Ertiga Hybrid tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, motor điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất 103 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 141 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Thiết kế và trang bị không có gì nổi trội nên Suzuki Ertiga Hybrid cũng sở hữu doanh số khá thấp. Trong tháng 6 vừa qua, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 33 chiếc cộng dồn 6 tháng đầu năm nay, đã có 244 khách hàng mua Suzuki Ertiga Hybrid. Con số này thậm chí còn không bằng số lẻ của những đối thủ, như Mitsubishi Spander bán 7.982 xe và Toyota Veloz Cross bán 4.512 xe.